thấy sao? Chỗ nào sai thì nói em sửa nha. Được không anh? Có gì cần sửa thì nói em nha. Anh thấy cái này ổn mà. À, anh nè, còn một cái nữa, anh chỉ luôn giùm em nha. Còn cái này nữa, từ sáng tới giờ em tính hoài á mà nó chưa có trùng khớp với lại số liệu ban đầu, anh xem giùm em nha. Ừ, chỗ này nè. Anh nghĩ là chỗ này á là em. Nhớ anh đúng không? Ở đây là công ty mà. Chỗ này á, em cứ trừ phần trăm hao hụt là sẽ ra. Còn những chỗ khác, anh nghĩ không có vấn đề gì đâu. Ừ, em biết rồi, cái để em làm lại. Cuối cùng cũng chịu tới rồi hả? Chuẩn bị xem phim. Mình đi đâu đây? Cái gì vậy? Cô ta là ai? Cái gì? Tự nhiên cô... em nghe anh nói nè. Lúc này á là anh đang xem văn bản. Xong rồi thì anh quay qua thì cái bắt đầu cổ quay lại thì vô tình là trúng nhau thôi, chứ không có cái gì đâu em. Không có gì mờ ám hết anh. Không có gì mờ ám hả? Được rồi, nếu mà anh nói như vậy á, dẫn em qua gặp người ta liền đi. Thôi mà em nhỏ tiếng giúp anh đi. Ở đây là công ty đó. Em lớn tiếng vậy ảnh hưởng tới công việc của anh thì sao? Anh nói không có cái gì mà. Nếu anh không dẫn em đi cái gì, em sẽ tự đi tìm cô ta. Quýt. Anh nói anh sẽ dẫn em đi gặp cô ta, ba mặt một lời. Mọi người ra ngoài chút đi. Dạ. Yeah. Cô đứng lại đó cho tôi. À, có chuyện gì không chị? Quỳnh, em bình tĩnh lại đi. Nói chuyện nhẹ nhàng, đừng có lớn tiếng ở đây. Cô tính dở trò gì vậy? Sao dám qua lại với chồng tôi? Muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác hả? Quỳnh. Chị nói cái gì vậy? Em không hiểu. Không hiểu hả? Cô nhìn đi. Ủa? Người trong hình rõ ràng là cô. Nếu không phải cô thì ai vô đây chứ? Dạ, thưa chị là cái người trong hình đúng là em. Nhưng mà không phải như chị nghĩ đâu. Em có nhờ anh Cường xem hồ sơ và xem file trên máy vi tính. Em nghĩ chắc chắn là ai đó đã chụp hình lại và gửi cho chị. Chứ tự nhiên không lẽ em chụp rồi em tự gửi cho chị sao được. Nè, hồ sơ nãy em đưa cho anh Cường kiểm tra vẫn còn đây, chị coi đi. Quỳnh à, em bình tĩnh lại đi. Nếu như bây giờ anh có ý làm cái chuyện này thì làm sao anh dám làm ở trong công ty? Làm như vậy chẳng khác nào giật áo cho người xem lưng sao? Em đa nghi quá rồi đó. Em không có làm chuyện này. Nhưng mà em xin lỗi chị là tại vì có một chút chuyện như vậy mà để chị lên tận đây. Em hứa với chị là sau này em sẽ cẩn thận hơn và giữ khoảng cách với lại phó giám đốc ạ. Cô giải thích cũng có lý đó. Mà hai người á, đừng có coi tôi là con rối rồi dở trò trước mặt tôi. Quỳnh à, anh nghĩ coi, có ai mà rảnh rỗi đâu sắp đặt máy chụp hình ở trong đây mà chụp hình hai người. Còn nữa, Quỳnh, lập một cái nick giả rồi gửi hình qua cho tôi. Quỳnh, em bình tĩnh lại đi. Em đang rất là bình tĩnh. Em bình tĩnh lại đi. Thôi có gì mình về nhà mình nói chuyện nha em. Ở đây là công ty, đừng có lớn tiếng nha. Em nhìn anh nè, anh không có làm. Em tin anh chưa? Không lẽ bây giờ anh đi giải thích cái chuyện anh không làm sao? Thôi được rồi, anh đã nói như vậy á thì coi như lần này tôi tạm tin hai người. Nếu như mà từ đây sắp tới em còn nghe hay là thấy hai người có qua lại gì đó thì đừng có trách em.
tôi đừng có buồn nữa. Mà anh không hiểu tại sao em lại làm như vậy á. Em làm như vậy là lỡ chuyện khui ra là ảnh hưởng tới công việc của anh và em thì sao? Em chỉ muốn anh là của em thôi. Anh biết, anh hiểu mà. Nhưng mà em phải cho anh thời gian chứ. Em làm như vậy lỡ anh không xử lý kịp thời là chết cả hai đứa luôn, em hiểu chưa? Dù thời gian như thế nào thì anh cũng phải cho em danh phận. Em không có muốn mà mình cứ lén lút qua lại như vậy hoài. Rồi rồi rồi, thôi thôi. Thôi nín đi anh Thương nha. Nín đi. Ở đây là quán cà phê đó. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Anh sẽ cưới em mà. Nhưng mà em phải cho anh thời gian để anh giải quyết chuyện gia đình của anh xong đã nha. Bởi vậy bây giờ anh cần em nè. Đừng bao giờ làm những chuyện như vừa rồi nữa. Được không em? Nhưng mà anh phải hứa với em là nhanh lên á. Em không thích sự chờ đợi đâu. Anh biết rồi. Biết rồi mà. Nếu như bây giờ anh có ý làm cái chuyện này thì làm sao anh dám làm ở trong công ty? Làm như vậy chẳng khác nào vạch áo cho người sếp lưng sao? Em đa nghi quá rồi đó. Em không có làm chuyện này. Nhưng mà em xin lỗi chị là tại vì có một chút chuyện như vậy mà để chị lên tận đây. Em hứa với chị là sau này em sẽ cẩn thận hơn và giữ khoảng cách với lại phó giám đốc ạ. Liệu những gì cô ta và anh ta nói có phải là sự thật không? Nhưng mà nếu cả hai đều nói thật thì ai là người gửi tấm hình đó cho mình? Em rất sợ mất anh. Đừng làm gì lừa dối em nữa nha. Hình như chị Quỳnh tới anh. Chị Quỳnh nào? Chị Quỳnh vợ của anh á. Dạ xe chỉ kìa anh. Để tôi xem lại cho. Toàn là món anh thích thôi. Dạ thôi em xin phép trước. Anh. Gì vậy? Có chuyện gì? Dạ chào phó giám đốc ạ. Ủa chị Quỳnh, chị cũng lên công ty ạ? Ủa em, sao em tới đây? Anh đi làm có mệt không? Em mang cơm tới đây cho anh đó mà. Trời đất ơi, hôm nay vợ của tôi mang cơm tới công ty cho tôi nữa kìa. Thì lâu lâu cũng phải tạo bất ngờ cho chồng mình chứ. Ủa cô đứng đây chi? Sao không lo đi làm việc đi? Dạ. À Linh, cô đứng lại đây luôn đi, để có gì tôi hỏi thăm. Tụi em khỏe không? Chị Quỳnh, lâu rồi mới thấy chị ghé công ty. Bộ bữa nay có dịp gì hả? Đâu có dịp gì đâu em. Lâu lâu á chị lên công ty để tiếp thêm sức cho chồng chị. Anh Cường chồng của chị, anh đã vất vả vì gia đình nhiều rồi. Bổn phận chị là vợ thì chị phải làm cái gì đó cho ảnh chứ. Công nhận hai vợ chồng anh chị cưới nhau 2 năm mấy rồi mà còn lãng mạn quá ta. Tình cảm của vợ chồng chị sẽ luôn luôn bền chặt. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra hay bất kỳ ai cũng không thể nào xen vào phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng chị được. Chị tin chắc là chồng chị có chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ bỏ rơi chị. Đúng không anh? Đúng chứ. Thôi,
để chị vô làm cơm cho anh ăn nha. Ước gì sau này tôi kết hôn á cũng được hạnh phúc như vậy ha. Người ta yêu nhau thời sinh viên đó, nắm tay nhau đến tận bây giờ, thật là ngưỡng mộ hết sức vậy. Nhìn như vậy thôi, chưa chắc phải như vậy đâu. Thời buổi bây giờ làm gì có tình yêu vĩnh cửu, đứng đó mà mơ. Lo đi làm đi. Giấc mơ làm giàu, giàu, giàu thì là ai cũng cần. Chỉ mong cuộc sống đủ đầy cùng những tháng ngày. Giấc mơ làm giàu.